Nó quẹt ID nó không có cho ấy mặt. Trời, có 20 ngàn mà chuyển khoản khỏi đó sợ. Đó, cái nồi bắt không? Trời ơi, nó bắt. Phê. Thay vì các bạn phải sổ trái lại rồi các bạn phải này kia thì nó rất là mệt đúng không? Để bình. Xong mấy bạn ơi, xong xe rồi. Rất là êm. Đây mình để mình tắt mở lại nè. Cộng 4 đó nha. Cộng 2, cộng 4 quên rồi. Cộng 2 chứ. Nhưng cộng 4. Lố. Nhưng mà quan trọng là bô viên các bạn. Đó. Nó khác lực một đêm đi ơi. Lên. Bình 26. Xe chịu gì nổi. Thì cái câu chuyện là các bạn này phải mua cái xe của Vinh các bạn. Thì 57 đầu lớn nha, bình xăng Vin, bue Vin và bô Vin lên cổ. Thì bạn chạy một thời gian, một hai tuần, bạn nói em chạy một mình thì ok, nhưng mà em chở hai với lại em đi với lại mấy đứa bạn em 62 đó thì nó hơi đuối. Thử là sau khi mà vậy thì mình về mình lên thì mình cho các bạn đó cái bài cộng 2 các bạn vô thêm cái bình xăng, vô thêm bình xăng với lại cái dên cộng 2 tàn hình nha. Thì cái biểu đồ nó đây, các bạn tham khảo thử. Thì ở đây là cái mã cũ và sau khi cộng 2 và đây là cái mã mới, nó gần 16 mã. Rất là tê. Hết xăng rồi, bên phải có chốt mà. Thì thôi mình đi xéo ở kia đi, không bị bắt. Xéo xéo qua bên kia em đi về. Mình đang không có đem tiền các bạn. Quá đã. Để mình dàn thử nha. Cái chốt bắt tốc độ không phải. Ở đây không? Không biết đường luôn á. Mình bỏ mát. Thì với cái tình hình mà căng thẳng như vậy thì các bạn biết đi bùi diên nó vẫn là chân ái nha. Nó đỡ bị để ý các bạn. Đó, dù mà có bị bắt vào kiểm tra thì nó cũng khỏe. Bô viên cái thứ thì người ta cũng trong du di đó, mà các bạn sợ đó, các bạn ngại đó thì cái bài này mình thấy là ok. Chi phí là trên dưới 5 triệu tùy đồ bạn dùng đồ gì nữa. Còn dên bọng không thì 4 triệu mấy bạn vẫn đi đường lại bình viên với lại bô viên. Nhưng mà bạn này bạn thích thay cái bình chạy cho nó phê thì thay thôi chứ không nhất thiết, không có bắt buộc nha. Trời ơi, lạc đường, tôi không rành đường ở Bình Chánh. Ôi là trời. Đừng nói trên đây đi không được. Chắc tôi xỉu. Hết xăng nữa. Thấy được nè. Vì tàu bạn bủ về được nè. Vì đó có công an á, cho nên hơi ấy.
đó, ô tự động nè. Bữa giờ anh em coi clip bên em gọi bên hỏi bên nhiều lắm nhưng mà hết rồi bạn ơi, không có xe. À bên còn một con 5B71 nè, hai càng. Rồi con xuống áo trái 62 biển biển đẹp. Các bạn thấy bên lái một tay nó rất là khỏe. Cái quần què này thiệt á, khó chịu ghê. Không có đóng được cái dây kéo. Có cái dơ không mà. Tại vì con này là cũng là trái 57 sẵn rồi, bên bán là đã là 57 rồi. Rồi đầu cũng đầu 19-22 rồi. Thử là các bạn không có tốn nhiều. Nói chung là cứ nó full 57 là các bạn tốn tầm 4 triệu mấy là có cái dơ cộng 2 tàng hình rồi. Không có bị phát sinh nhiều các bạn. Và tiết kiệm nữa. Bình xăng con thì anh em chịu khó sáng ra qua múc cho nó nóng máy không thôi là nó hụp à. Là dặn được á, dặn vậy á. Không phải phun xăng các bạn. Đó, lần lên cho nó ra nó có là mới dặn. Bài này mình nghĩ là một cái bài rất là kinh tế và đỡ bị phiền phức trong cái lúc mà công an đang khó như vậy. Chủ xe mà biết được xe là ghiền chết. Em ơi, cho anh hỏi là có chuyển khoản không? Có đúng không? À, quên mang bóp. Không mang bóp. Trời ơi trời. Trên 20. Mô mô được không em? Dạ, hồ bơi á. Hả? Ngân hàng mờ bơi á. À mờ bơi hả? ID nó không có cho ấy mặt. MB. Em đọc giùm anh đi. Dạ không đã sao nào. Trời có 20 ngàn mà chuyển khoản khổ quá sợ. Nguyễn Thị Huyền Trang đúng không? Dạ, đẹp trai. Cảm ơn em. Rồi, em chuyển rồi nha. Dạ. Rồi, cảm ơn cưng. Cái này là số tài khoản mà. Có gì nữa? Chắc về vợ chắc quên luôn em. Why are you running? Why are you running? Không có tính cởi nón ra các bạn mà bị cái mới cho quét
chung là mấy bạn đổ xăng dễ thương. Chứ nhiều người người ta cũng kiểu rất là mệt mỏi khi mà chuyển khoản đồ nó phiền phức á, người ta không có nhận các bạn, cho nên mình phải hỏi trước. Và tại sao mình lại đổ 20 là tại vì lát hồi nữa đi ra bến xe gửi về tỉnh là người ta cũng bắt đổ à. Ủa, Tàu An Bủ Quốc hả? Ừ, nhưng mà phải mà ba. Mình sợ đo dắt bộ nữa là mình mới đổ. Đúng rồi. Chứ đi ra bến xe người ta cũng đổ xăng hết à. Giá đó còn nào không thấy. Rồi đi hết tại mỗi bây giờ nè. Một trái Phạm Hùng. Thì đồng hồ đó chắc cỡ được 110, 115 quá. Nhưng mà vấn đề đã lên lẻ các bạn. Chứ đồng hồ tại nó không được chính xác các bạn. Mình là thực tế lắm. Đó, cái nồi bắt không? Trời ơi, nó bắt. Bả sao xe nhỏ chơi không vui. Không cần đạt cái tốc độ quá cao nhưng mà các bạn vẫn được cái cảm giác phấn khích. Các bạn thiệt phê. Thay vì các bạn phải sổ trái lại rồi các bạn phải này kia thì nó rất là mệt đúng không? Để Vinh, Vinh cho cây dên cộng 2 nhẹ nhàng thôi là giải quyết vấn đề của bạn liền. Vượt xe nè, đó, chủ xe nói là em cần để vượt xe thôi. Vượt cái này được chưa em? Cho nó an toàn đúng không? Xe yếu quá, nhiều khi mình qua không được. Nên là chỉ tăng gia tốc các bạn nè. Top speed thì tùy nha, mình không có khuyến cáo bạn chạy tốc độ tối đa nha.
là nó nghe nó không nghe một âm thanh lạ và nó rất là êm rồi. Đó bạn coi là cái này nó không bị rừng, nó không bị rừng. Đụng vô dên rồi là mấy cái này phải bạn phải để ý nè. Chứ mà chạy mà nó rung rần hết thì mấy bạn chịu không nổi đâu, rất là mệt người nha. Các bạn ơi mình để tay nè. Chỉ có là đi đường á, đường nó bị dằn thôi chứ nó không phải rừng nha. Trời ơi, giờ muốn mua nước sâm uống không có tiền mua luôn á. Khổ như trời. Tại vì mình đã được là mình xin tiền vợ mình các bạn. Đâu. Sáng quên xin rồi. Không có tiền ăn uống. Chán đời ghê. Hết pin. Ok, anh em có muốn mua ba lô thì liên hệ mình nha. Cho ngày hôm qua các bạn. Ngày hôm qua không bạn. Nó vừa lên tỉnh là các bạn tá thôi chứ đừng đợi nó đờn các bạn. Nhưng mà các bạn có thể để cho nó đờn một lần để các bạn biết. Không cần lên đi xe độ nha. Không cần các bạn. Không xuống bạn nó dậy rồi mình lên nữa mình ép cái lò xo nó cũng mình thấy nó cũng không có được nhiều quá đó bạn ơi, mà đồ đạc nó trong máy nó không được bền nữa, mình thấy nó không cần thiết, quan trọng vẫn là bền. Còn các bạn muốn nghịch, các bạn muốn vô eco này nọ là vẫn được, và cái đó là mình nghĩ là không phải eco vì cái xăng cơ là nó chỉ có IC thôi, à, nó không được như eco các bạn thử. Vinh luôn muốn chọn cái nào đó nó tốt nhất, và Vinh chơi làm sao thì Vinh muốn khách của Vinh chơi cũng vậy. Đều ra nè. Lấy hồi nó Vinh khóc nha. Cái này mà vô cây bô móc nhẹ nữa thì nó tê. Hồi xưa thì làm dên rồi này nọ bắt buộc phải đi bô tăng này nọ, nó dễ canh mà nó phát máy nó khỏe hơn, nhưng mà sau này thì có nhiều công nghệ đồ này cơ khí nó tốt hơn nhiều cho nên bạn vẫn đi bô dên được. Thì như là nếu mà bạn đi bô tăng thì nó sẽ cảm giác hơn nhiều rồi, nhưng mà các bạn cứ trải nghiệm trên kia, cứ trải nghiệm. Chủ xe thì đưa cho mình một cái yêu cầu là không thích ồn ào mà phải đó, phải mạnh gì đó. Cây dẹp 26 nha. Giờ chơi xe sướng ha bạn ha. Quá nhiều option để mà chơi. Cái này về là cho bạn chủ xe bạn vệ sinh luôn, để lâu lại chứ không cần phải ấy. Không cần mình phải ấy. Không cần rửa rồi. Cũng ga nhẹ nè. Yeah.
còn mà đúng vòng tua phòng ga dặn lên thì thôi, tao nói nó mà gọi nổi vậy. Lúc mà mình test con này lúc mà mới làm xong á, cái bắt đầu mình tấp xe vô, cái mình thấy con B Spacey biển số tới rồi mình nghe điện thoại.